ZEK giờ là thương hiệu con chuyên về ô tô điện hạng sang của Geely, một trong những hãng xe Trung Quốc lớn nhất và nổi tiếng nhất. Vào hồi tháng 11 năm ngoái, ZEK giờ đã chính thức bán mẫu MPV hạng sang chín ra thị trường Trung Quốc. Đây có thể nói là một trong những mẫu MPV thuần điện cơ lớn hạng sang đầu tiên của người Trung Quốc. Vậy ZEK giờ chính có gì hay để xứng với danh hiệu Toyota phát của Trung Quốc? Hãy cùng tìm hiểu điều đó qua video đánh giá GKZ9 của dưới đây. Nói đến xe MPV hay minivan, người ta thường nghĩ ngay tới những mẫu ô tô có thiết kế đơn giản, thực dụng, không gian nội thất và khoang hành lý rộng rãi. Với GKZ9, định nghĩa về xe MPV đã được đưa lên một tầm cao mới. Tương tự Toyota án phát mẫu MPV được mệnh danh chuyên cơ mặt đất, GKZ9 cũng mang trên mình thiết kế nổi bật, thậm chí là đập vào mắt bất kỳ ai, đặc biệt là khu vực đầu xe. Tại đây, mẫu MPV Trung Quốc này được trang bị lưới tản nhiệt, đóng kín và đi kèm những rãnh nằm dọc. Lưới tản nhiệt của xe có thể mạ chrome hoặc sơn cùng màu với thân xe, tùy theo lựa chọn của khách hàng. Thiết kế lưới tản nhiệt này khiến người ta không khỏi liên tưởng đến dòng SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan. Hãng ZEK giờ gọi thiết kế lưới tản nhiệt này là Fountain of Light, tạm dịch vòi phun ánh sáng. Nguyên nhân là bởi những rãnh nằm dọc trong lưới tản nhiệt đều được tích hợp đèn LED với tổng cộng 32 đèn các đèn này có thể bật tuần tự, tạo ra những hiệu ứng ánh sáng ấn tượng trong đêm. Ngay cả hốc gió trung tâm trên cản trước của ZKR9 cũng có những nan nằm dọc tương tự. Chưa hết, ZKR9 còn được trang bị hệ thống đèn hai tầng trên đầu xe. Bên trên là năm giải đèn LED định vị ban ngày mỗi bên, tạo thành hình chữ U quay ngược xuống dưới. Thiết kế giải đèn LED định vị ban ngày này được đánh giá là vô cùng độc đáo và khác biệt trên thị trường hiện nay. Trong khi đó, cụm đèn pha chính nằm ngang được đặt ở bên dưới. Được biết, chính do trung tâm thiết kế của ZEKZ ở Gothenburg, Thụy Điển, tạo hình. Người đứng sau thiết kế ngoại thất của ZEKZ chính là ông Stefan Silap. Đây cũng chính là cựu giám đốc thiết kế của thương hiệu xe sang Đức Audi. Tuy có ngoại hình đồ sộ và vuông vức thay vì bo tròn mượt mà, nhưng mẫu MPV hạng sang này vẫn sở hữu hệ số lực cản không khí khá thấp, chỉ 0,27 CD, gần như tương đương với BMW i8. Có được kết quả này một phần, là nhờ cửa chớp có thể đóng mở chủ động phía sau hốc gió trung tâm của xe. Bên sườn, Geely giờ 9 được áp dụng phong cách thiết kế khá hầm hố với một mẫu xe MPV, thể hiện qua chắn bùn mở rộng và bộ vành hợp kim 19 inch với thiết kế đa chấu hai màu lạ mắt. Ngoài ra, mẫu MPV Trung Quốc này còn được trang bị cột A tích hợp kính, giúp mang đến nhiều ánh sáng tự nhiên hơn cho nội thất và tạo ra tầm nhìn tốt hơn cho người lái. Trong khi đó, cột C được trang bị bằng những nẹp mạ chrome nằm dọc, tương tự lưới tản nhiệt riêng trần xe với cửa sổ trời hai mảnh sẽ giúp nội thất vừa thoáng đẳng vừa rộng rãi hơn. tương tự những mẫu MPV truyền thống khác, GAC R9 cũng được trang bị cửa trượt chỉnh điện. tuy nhiên, xe vẫn dùng tay nắm cửa thông thường thay vì loại nằm chìm vào thân xe. thiết kế này được đánh giá là thân thiện với người dùng hơn vì không phải ai cũng biết sử dụng tay nắm cửa nằm chìm vào thân xe. so với đầu xe, khu vực phía sau của GAC R9 có thiết kế tiết chế hơn với đèn hậu led nằm vắt ngang. Cụm đèn hậu này có tên Wing of Light với chiều dài lên đến 1,76m và bao gồm tổng cộng 402 bóng LED. Phía trên cánh gió mui còn có thêm một camera quay về phía sau nhằm hỗ trợ các tính năng an toàn của xe. Đằng sau cửa cốp là khoang hành lý 590 lít, có thể chứa 7 chiếc vali khác nhau dù hàng ghế thứ ba không gập xuống. Nếu ghế sau gập xuống, con số này tăng lên 1.295 lít. Bên dưới nắp capo của xe cũng có thêm ngăn chứa đồ nhỏ thường được gọi là frang, kết hợp giữa hai từ fron và trăng trong tiếng Anh. Xe giờ 9 có cả phiên bản 6 chỗ và 7 chỗ ngồi. Ở phiên bản 6 chỗ, xe được trang bị hai ghế cơ trưởng ở hàng ghế giữa. Đây mới là nơi hội tụ mọi tinh hoa thực sự của mẫu MPV cỡ lớn này. Tuy nhiên, không vì thế mà thương hiệu Xe giờ xem nhẹ khoang lái của 9. Theo đánh giá của kênh Winsboy, ghế trước của Xe giờ 9 tạo cảm giác ngồi rất thoải mái, vừa mềm vừa hỗ trợ cơ thể tốt ngay cả những người có thể hình cao lớn cũng có thể ngồi vừa ghế lái của xe. Thiết kế nội thất của giờ 9 lấy cảm hứng từ những khu vườn của Trung Quốc và dòng nước chảy. Do đó, bên trong mẫu xe này có nhiều chi tiết thiết kế gợi liên tưởng đến dòng chảy như ốp trên tapi cửa. Ngoài ra, bên trong xe còn có nhiều chi tiết ốp kim loại thật, ví dụ như lưới loại Yamaha hay nẹp trang trí trên đèn trần. Cộng thêm với chất liệu da mềm mại, không chỉ ghế mà còn cả mặt táp lô. Trần xe bọc bằng da lộn và viền chỉ có chất lượng hoàn thiện tốt, tất cả mang đến cảm giác cao cấp cho mẫu MPV hạng sang này. Trước mặt người lái là hai màn hình, bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch và màn hình giải trí trung tâm 15,4 inch đặt nổi trên mặt táp lô. Bên cạnh đó là sạc điện thoại không dây, cần số ngắn và ngăn chứa đồ rộng rãi dưới bệ tỉ tay trung tâm, tích hợp hai cổng USB Type C. Bên dưới cụm điều khiển trung tâm còn có ngăn chứa đồ trắng cao su để chống trơn trượt, một chi tiết hiếm thấy ở những thương hiệu ô tô khác với chiều dài 5,2m và chiều rộng hơn 2m, ZEK z 9 đương nhiên mang đến không gian nội thất rộng rãi cho hành khách phía sau. Không chỉ khoảng rũi chân mà không gian phía trên đầu hành khách cũng vô cùng hào phóng, thậm chí có thể khiến người ngồi có cảm giác mình thật nhỏ bé. Khi trượt bệ tì tay về phía sau, hành khách sẽ thấy những nút bấm và núm xoay chỉnh các tính năng như trượt ghế lên xuống, sưởi ấm, làm mát, mát xa, ngả lưng ghế hay bệ đỡ bắp chân. Các nút chỉnh và núm xoay này đều được ốp kim loại sang trọng. Trong khi đó, bên dưới bệ tỷ tay còn lại chứa bàn gấp cũng bằng kim loại và bọc ra trên bề mặt. Phía dưới ghế còn có ngăn chứa cổng USB Type C với công suất sạc lên đến 60W. Trước mặt hành khách là một ngăn chứa cổng HDMI và ngăn chứa đồ tích hợp vào bệ tỷ tay của hàng ghế trước. Trên trần xe còn có thêm màn hình giải trí với kích thước 15,6 inch và có thể gấp gọn lại. Để chỉnh màn hình này, hành khách có thể dùng một chiếc điều khiển nhỏ đi kèm theo xe. Chưa dừng ở đó, ở tapi cửa còn có một màn hình cảm ứng LCD hình tròn để hành khách chỉnh điều hòa bên cạnh đó là màn hình cảm ứng smart bar với kích thước 3,14 inch với các nút để chỉnh cửa sổ trời và cửa sổ khu vực bên dưới tapi cửa được tích hợp đèn viền tăng thêm trải nghiệm thú vị cho hành khách khi muốn xuống hàng ghế cuối hành khách chỉ cần bấm nút để ghế giữa di chuyển về phía trước tạo ra lối đi khá lớn hàng ghế cuối của mẫu MPV này không chật hẹp như nhiều mẫu MPV trên thị trường mà khá rộng rãi nhờ chiều dài cơ sở lên đến 3.205mm. Hàng ghế cuối cũng được đệm êm ái trong khi tapi cửa bọc, bằng chất liệu da lộn đẹp mắt và mềm mại. Không có gì ngạc nhiên khi ZEK z 9 sở hữu hàng loạt tính năng an toàn hiện đại. Theo đó, mẫu MPV này có tổng cộng 30 tính năng hỗ trợ người lái nâng cao ADAS. Phần cứng của xe bao gồm 7 camera, 4 camera toàn cảnh, 12 radar siêu âm phạm vi ngắn và một radar sóng mm phạm vi dài. Cụ thể, xe được trang bị các tính năng an toàn chủ động như cảnh báo va chạm khi mở cửa, đỗ xe tự động, giảm thiểu va chạm phía sau, cảnh báo chuyển làn đường, hỗ trợ chuyển làn đường tự động, cảnh báo vi phạm tốc độ, phanh khẩn cấp tự động khi lùi ở tốc độ thấp và nhận biết biển báo giao thông. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ si của hãng mẹ Geely, ZKR9 dùng hai mô tơ điện nằm trên hai cầu, tạo ra hệ dẫn động 4 bánh tiêu chuẩn. Hai mô tơ điện này có công suất tổng cộng 544 mã lực và mô men xoắn cực đại 686 Nm. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km h trong thời gian 4,5 giây. Ở bản thấp, z 9 dùng pin Kirin có dung lượng 116 kWh nên chạy được 702 km sau khi sạc đầy pin. Trong khi đó, bản cao cấp dùng pin 140 kWh mang đến quãng đường di chuyển 822 km. Với bộ sạc nhanh DC, thời gian nạp pin từ 20 đến 80% là 28 phút cuối cùng là hệ thống treo khí nén tùy chỉnh, hệ thống giảm sóc điện tử và tính năng tự động điều chỉnh chiều cao gầm để người dùng dễ ra vào xe. Không ngoa khi nói rằng ZEKR9 là mẫu MPV đến từ tương lai, mang tới trải nghiệm như khoang máy bay hạng thương gia cho hành khách. Tại thị trường Trung Quốc, ZEKR9 có giá bán dao động từ 499.000 đến 588.000 nhân dân tệ, khoảng 1,53 đến 2 tỷ đồng, và cạnh tranh với những đối thủ như BID Zenza D9. Trong tháng 3 năm 2023 vừa qua, thương hiệu Geely đã bán được tổng cộng 6.663 chiếc ô tô cho khách hàng Trung Quốc, tăng đến 271% so với cùng kỳ năm ngoái. Từ khi thành lập đến nay, Geely đã thu về doanh số cộng dồn 93.182 xe dù thương hiệu này chỉ có hai sản phẩm là 1 và 9 với giá không hề rẻ. Trong thời gian tới, Geely sẽ bán thêm một mẫu SUV mới mang tên X